Cuộc tấn công chớp nhoáng của Ukraine vào khu vực Kursk đã gây ra cú sốc lớn cho cả Nga và cộng đồng quốc tế. Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, bắt đầu từ ngày 6 tháng 8, chiến dịch tấn công cơ giới xuyên biên giới của Ukraine đã đạt được những kết quả bất ngờ khi lực lượng Kiev tiến công nhanh chóng và hiệu quả, khiến Nga không kịp phản ứng tổng hợp, cho thấy Kiev đã đạt được một cú sốc tác chiến đáng kể. Theo hãng tin Reuters, Nga đang điều động thêm xe tăng, pháo binh và hệ thống tên lửa đến vùng Kursk, đồng thời áp dụng các biện pháp chống khủng bố tại nhiều khu vực sát biên giới nhằm đối phó với cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ nước này của Ukraine. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đăng tải video tiết lộ các bằng chứng cho thấy những bước tiến của họ khi kiểm soát một thị trấn biên giới Nga. Thật bất ngờ, trước sự phản ứng quyết liệt từ phía Nga, Mỹ tuyên bố hành động của Ukraine là phù hợp với chính sách Mỹ về Ukraine. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cấp tập điều quân bảo vệ Kursk, Nga choáng váng khi Mỹ ủng hộ Ukraine làm điều cấm kỵ. Điện Kremlin hiện đang bị đẩy vào thế bị động, sẽ phải nhanh chóng tìm cách khôi phục lãnh thổ Kursk và ngăn chặn các hành động tiếp theo của Ukraine. Moscow có thể điều động quân đội, FSB và các lực lượng vệ binh quốc gia, thậm chí tái triển khai lực lượng dự bị từ các khu vực khác để đối phó với tình hình căng thẳng này. Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ phải đưa ra các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ dân thường và duy trì ổn định trong nước. Trong khi đó, Kiev, với sự lợi dụng sự không chắc chắn từ phía Nga, đang chứng tỏ khả năng thích nghi và tạo ra các bất ngờ chiến thuật quan trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục không bình luận trực tiếp về các cuộc tấn công được cho là do quân đội Ukraine thực hiện nhằm vào tỉnh Kursk, nhưng nói rằng Nga nên cảm nhận những gì đã làm với Ukraine, theo tờ Kyiv Independent. Ông Zelensky nói thêm rằng, Ukraine biết cách đạt được mục tiêu của mình và việc đạt các mục tiêu trên chiến trường không phải là lựa chọn của Kiev. Trước đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine nói rằng bất kỳ hoạt động nào của Ukraine tại các khu vực biên giới Nga đều sẽ tác động đến xã hội Nga và cải thiện vị thế của Kiev tại các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Ông Podolyak cũng từ chối bình luận về thông tin quân đội Ukraine tấn công tỉnh Kursk, nói rằng quân đội sẽ cung cấp thông tin nếu cần thiết. Liệu những sự kiện ở vùng biên giới có tác động tâm lý đến xã hội Nga hay không? Chắc chắn là có. Khi bạn tăng tổn thất lên Nga, tăng chi phí chiến tranh của họ, điều này có ảnh hưởng cách họ nhìn nhận cuộc chiến không? Chắc chắn là có, theo ông Podolyak. Trước đó, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, sáng 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã tràn sang biên giới, tấn công tỉnh Kursk. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, có khoảng 1.000 lính Ukraine và hàng chục thiết giáp tham gia cuộc tấn công này. Quân đội Nga đã ngăn chặn thành công cuộc đột kích này và khiến 315 lính Ukraine thương vong. Trong khi đó, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Shin nói rằng cuộc xâm nhập của Ukraine vào Kursk phù hợp với chính sách Mỹ về Ukraine, theo trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ. Các cuộc tấn công kiểu này phù hợp với chính sách của chúng tôi và từ đầu chúng tôi đã hỗ trợ Ukraine tự vệ trước các cuộc tấn công từ bên kia biên giới, bà Shin nói. Tuy nhiên, người phát ngôn nhấn mạnh rằng Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga. Cùng ngày, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov kêu gọi Washington ngăn chặn dòng vũ khí chảy vào Ukraine vì cho rằng vũ khí Mỹ được sử dụng để tấn công các trường học, bệnh viện và nhà dân ở Nga. Ông Antonov đề cập thông tin quân đội Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk và tấn công vào dân thường Nga. Washington nên ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev và ngừng kích động những kẻ tân phát xít trong quân đội Ukraine, đài RT dẫn lời ông Antonov. Tính đến ngày 8 tháng 8, chính quyền Kiev vẫn giữ im lặng về cuộc tấn công tỉnh Kursk. Theo The New York Times, hôm 6 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như bóng gió về cuộc tấn công này khi nói rằng càng gây nhiều áp lực lên Nga thì hòa bình sẽ càng gần hơn. Không rõ liệu Ukraine có tìm cách giữ khu vực này hay không, và bất kể bước tiếp theo của Ukraine là gì, thì cuộc tấn công này cũng đã mang chiến tranh sang tới lãnh thổ Nga, ít nhiều khiến Nga bất ngờ và lúng túng. Theo The New York Times, ông Ivan Kirichevsky, nhà bình luận quân sự của trang Defense Express cho biết, sự im lặng của Ukraine đối với chiến dịch tấn công tỉnh Kursk đã giúp cho chiến dịch này thành công, trái với việc Ukraine liên tục đưa ra những thông tin về cuộc phản công vào năm ngoái, nhưng không thu được nhiều thắng lợi. Theo ông, nếu Ukraine giữ bí mật, tỏ ra không biết chuyện gì đang xảy ra, thì đối phương sẽ càng khó hiểu hơn. Một người lính Ukraine tham gia cuộc tấn công tỉnh Kursk có tên Oleksandr trả lời The New York Times rằng quân Nga không lường trước được Ukraine sẽ kéo quân sang và quân Nga đã bỏ chạy tới những nơi họ có thể. Người lính này nói rằng đơn vị ông đã bắt được tù binh và thu giữ được một xe tăng, dù thừa nhận phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Người lính này chia sẻ rằng tất cả những người tham chiến đều thấy vui trong lòng. Tính toán của Ukraine.
The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine đề nghị giấu tên cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công này là chuyển hướng chiến sự, tức là buộc Nga chuyển binh lính, vũ khí của mình sang lãnh thổ Nga và giảm bớt áp lực từ cuộc tấn công của Nga ở miền đông Ukraine. Quan chức này nhận định rằng cho đến nay, cuộc tấn công tỉnh Kursk đã diễn ra thành công hơn nhiều so với các cuộc đột kích xuyên biên giới trước đây. Cuộc tấn công cho thấy Ukraine có thể hoạt động bí mật, tránh tình báo và do thám Nga để tập hợp lực lượng lớn mà Bộ Quốc phòng Nga ước tính lên tới 1.000 quân. Điều này đã khiến quân Nga không còn bất ngờ và đã phải điều một số lực lượng dự bị tới yểm trợ khu vực này. Ông Andriy Zagorodnyk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và hiện vẫn cố vấn cho chính phủ Ukraine cho rằng, mục tiêu của cuộc tấn công tỉnh Kursk không phải là chiếm giữ những vùng đất của Nga lâu dài, mà là để thách thức Nga nhằm chuyển hướng lực lượng, sự chú ý và nguồn lực của Nga, đồng thời chứng minh rằng Nga không có đủ nguồn dự trữ và không có khả năng phục hồi. Còn ông Konrad Muzyka, nhà phân tích quân sự của nhóm Rochan Consulting chuyên cung cấp dữ liệu nguồn mở về phân tích tình báo của Nga và Belarus có trụ sở ở Ba Lan, viết trên trang Ukraine Conflict Monitor rằng, cuộc tấn công giúp Kiev duy trì sự hiện diện ở Kursk, giúp cải thiện vị thế của mình trên bàn đàm phán. Dù cho rằng đây là chiến dịch táo bạo, Ukraine có thể thu lợi nếu Nga giảm các cuộc tấn công ở Donetsk, nhưng chuyên gia này cũng nói rằng Ukraine sẽ là bên thua cuộc nếu lực lượng Ukraine bị ngăn chặn và phải chịu tổn thất lớn. Vụ tỉnh Kursk bị tấn công, giải mã sự im lặng và tính toán của Ukraine. Sau nhiều tháng chật vật trên chiến trường và để mất một số khu vực tiền tuyến vào tay Nga, Ukraine đã đổi chiến thuật bằng cách mở rộng một cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk, Nga, tiến sâu vào tỉnh biên giới này tới 10 km. Nếu thực sự Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga, tại sao nước này lại phải giữ im lặng về chiến dịch và đang suy tính điều gì? Liệu có phải là một tính toán chiến lược? Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 8 tháng 8, lực lượng Nga đã ngăn chặn được đà tiến công của Ukraine. Nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn với lực lượng Ukraine ở các huyện biên giới Sudzhansky và Korenovsky thuộc tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 400 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương và 32 trang thiết bị quân sự hạng nặng chịu thiệt hại trong các cuộc giao tranh vào ngày 8 tháng 8. Như vậy, kể từ khi Ukraine tấn công tỉnh Kursk ngày 6 tháng 8, tổng cộng Ukraine đã mất hơn 660 lính và 82 trang thiết bị quân sự. Tờ The New York Times dẫn lời một người lính Ukraine và các nhà phân tích quân sự cho biết, quân Ukraine đã chiếm giữ một số khu định cư ở tỉnh biên giới này và có một số video cho thấy các đoàn xe bọc thép của Ukraine di chuyển trên các con đường bên trong nước Nga, cách biên giới khoảng 10 km. Một blog quân sự nổi tiếng của Nga lấy tên là Ryba vào hôm 8 tháng 8 cho rằng lực lượng Ukraine đã kiểm soát thị trấn Sudza, tỉnh Kursk. The New York Times đã xác minh các video được quay ở Sudza, trong đó có cảnh những chiếc xe hơi đang cố gắng rời đi khi xung quanh có tiếng súng nổ và trên đường rải rác những phương tiện bị đốt cháy. Giải mã sự im lặng của Ukraine. Đến hết ngày 8 tháng 8, chính quyền Kiev vẫn giữ im lặng về cuộc tấn công tỉnh Kursk. Theo tờ New York Times, hôm 6 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như bóng gió về cuộc tấn công này khi nói rằng càng gây nhiều áp lực lên Nga thì hòa bình sẽ càng gần hơn. Sau đó, ngày 7 tháng 8, ông Zelensky một lần nữa bóng gió rằng Nga đã mang chiến tranh đến Ukraine và nên cảm nhận những gì họ đã làm. Không rõ liệu Ukraine có tìm cách giữ khu vực này hay không, và bất kể bước tiếp theo của Ukraine là gì, thì cuộc tấn công này cũng đã mang chiến tranh sang tới lãnh thổ Nga, ít nhiều khiến Nga bất ngờ và lúng túng, theo tờ New York Times. Ông Ivan Kirichevsky, nhà bình luận quân sự của trang Defense Express, cho biết sự im lặng của Ukraine đối với chiến dịch tấn công tỉnh Kursk đã giúp cho chiến dịch này thành công, trái với việc Ukraine liên tục đưa ra những thông tin về cuộc phản công vào năm ngoái, nhưng không thu được nhiều thắng lợi. Theo ông, nếu Ukraine giữ bí mật, tỏ ra không biết chuyện gì đang xảy ra, thì đối phương sẽ càng khó hiểu hơn. Một người lính Ukraine tham gia cuộc tấn công tỉnh Kursk có tên là Oleksandr trả lời tờ New York Times rằng quân Nga không lường trước được Ukraine sẽ kéo quân sang và quân Nga đã bỏ chạy tới những nơi họ có thể. Người lính này nói rằng đơn vị ông đã bắt được tù binh và thu giữ một xe tăng, dù thừa nhận phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Người lính này chia sẻ rằng tất cả những người tham chiến đều thấy vui trong lòng. Tính toán của Ukraine.
tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine đề nghị giấu tên cho biết mục tiêu của cuộc tấn công này là chuyển hướng chiến sự, tức là buộc Nga chuyển binh lính vũ khí của mình sang lãnh thổ Nga và giảm bớt áp lực từ cuộc tấn công Nga ở miền đông Ukraine. Quan chức này nhận định rằng, cho đến nay cuộc tấn công tỉnh Kursk đã diễn ra thành công hơn nhiều so với các cuộc đột kích xuyên biên giới trước đây. Cuộc tấn công cho thấy Ukraine có thể hoạt động bí mật, tránh tình báo và do thám Nga để tập hợp lực lượng lớn mà Bộ Quốc phòng Nga ước tính lên tới 1.000 quân. Điều này đã khiến quân Nga không khỏi bất ngờ và đã phải điều một số lực lượng dự bị tới yểm trợ khu vực này. Ông Andriy Zagorodiuk, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine và hiện vẫn là cố vấn cho chính phủ Ukraine, cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công tỉnh Kursk không phải là chiếm giữ vùng đất của Nga lâu dài, mà là để thách thức Nga nhằm chuyển hướng lực lượng, sự chú ý và nguồn lực của Nga, đồng thời chứng minh rằng Nga không có đủ nguồn dự trữ và không có khả năng phục hồi. Còn ông Konrad Muzyka, nhà phân tích quân sự của nhóm Rochan Consulting, chuyên cung cấp dữ liệu nguồn mở về phân tích tình báo của Nga và Belarus có trụ sở tại Ba Lan, viết trên trang Ukraine Conflict Monitor rằng cuộc tấn công giúp Kiev duy trì sự hiện diện ở Kursk, giúp cải thiện vị thế của mình trên bàn đàm phán. Dù cho rằng đây là chiến dịch táo bạo, Ukraine có thể thu lợi nếu Nga giảm các cuộc tấn công ở Donetsk, nhưng chuyên gia này cũng nói rằng Ukraine sẽ là bên thua cuộc nếu lực lượng Ukraine bị ngăn chặn và phải chịu tổn thất lớn. Tấn công tỉnh Kursk, nước cờ sai lầm của Ukraine. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine bất ngờ tràn qua biên giới tấn công tỉnh Kursk Nga vào sáng sớm ngày 6 tháng 8, Ukraine chưa xác nhận. Nếu đúng Ukraine thực hiện thì theo giới quan sát, đây dường như là một trong những cuộc xâm nhập biên giới lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong hơn 2 năm chiến sự. Theo tờ New York Times, theo giới quan sát quân sự, chiến dịch đưa quân tấn công tỉnh Kursk của Ukraine dường như đã phản tác dụng. Chiến dịch bất ngờ của Ukraine. Ông Ruslan Fukov, giám đốc tổ chức nghiên cứu quốc phòng CAS có trụ sở tại Moscow, Nga, nhận định, rõ ràng đây là vấn đề hoàn toàn mới, đây là một chiến dịch quân sự toàn diện. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine mở các cuộc tấn công trên bộ qua biên giới vào Nga. Tuy nhiên, trong khi các cuộc tấn công trước đây do nhóm vũ trang nhỏ lẻ được quân đội Ukraine hậu thuẫn thực hiện, thì cuộc tấn công ngày 6 tháng 8 dường như có sự góp mặt trực tiếp của lực lượng Ukraine. Theo nhà quan sát Paisy Paronen của nhóm Blackbird Group, chuyên phân tích các cảnh quay từ chiến trường. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 1.000 binh lính Ukraine và hàng chục xe bọc thép của Ukraine, bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, được sự yểm trợ của máy bay không người lái UAV và các hệ thống phòng không tham gia cuộc tấn công, đài Russia Today đưa tin. Lực lượng Nga đã đáp trả bằng pháo binh, không kích và nã tên lửa đạn đạo vào quân Ukraine xâm nhập biên giới. Cuộc giao tranh xảy ra suốt đêm và kéo dài sang ngày 7 tháng 8. Ngày 7 tháng 8, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc tấn công của Ukraine đã ngăn chặn, quân Nga đã khiến 315 lính Ukraine thương vong, trong đó ít nhất 100 lính thiệt mạng và 54 xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy. Ông Putin gọi đây là hành động khiêu khích trên quy mô lớn và lực lượng Ukraine đã tấn công bừa bãi vào dân thường, các tòa nhà dân sự và xe cứu thương. Giới chức địa phương Nga cho biết, khoảng 2.000 người dân ở khu vực biên giới này đã phải sơ tán và cuộc tấn công đã khiến ít nhất 3 người dân thiệt mạng, 28 người bị thương. Chiến dịch của Ukraine phản tác dụng. Thông tin Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk đến trong bối cảnh lực lượng này đang phải căng mình, phòng thủ trên tuyến dài khoảng 1.000 km, chống lại một đội quân đông đảo hơn và được trang bị vũ khí tốt hơn. Hiện Nga đang tăng cường tấn công ở miền đông Ukraine, nhất là tỉnh Donetsk và liên tiếp tuyên bố giành được những ngôi làng ở khu vực này. Nga đang tiến về phía trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine là Pokrov, tỉnh Donetsk, và dồn lực tấn công vào thành phố Chasovia gần đó, vốn là những cứ điểm chiến lược ở vùng Donbass của Ukraine. Dù Ukraine không công khai mục tiêu chiến dịch, nhưng các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc tấn công này có thể là một nỗ lực của Ukraine nhằm chuyển hướng các đơn vị Nga khỏi tiền tuyến, buộc Nga phải điều quân từ các điểm nóng về trấn giữ khu vực này, để giảm áp lực cho lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn đà tiến công của Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia này cũng cho rằng quân đội Nga có đủ lực lượng dự bị để tham gia chiến đấu và cuộc tấn công của Ukraine có nguy cơ phản tác dụng khi phải dàn mỏng thêm lực lượng vốn đã ít ỏi của mình. Nhà quan sát quân sự Paronen nhận định, về mặt hoạt động chiến lược,
cuộc tấn công này hoàn toàn vô nghĩa. Có vẻ như đây là sự lãng phí lớn về nhân lực và tài nguyên của Ukraine, vốn rất cần thiết ở những mặt trận khác. Ông Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, đã viết trên mạng xã hội X rằng cuộc tấn công của Ukraine có ít tác động đến chiến sự ở Ukraine. Ông Lee cũng cho rằng nếu mục tiêu của cuộc tấn công này là để chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác của mặt trận, thì khả năng thành công là rất thấp. Theo ông Lee, Nga có lực lượng, trang thiết bị lớn, khả năng chỉ huy và kiểm soát tốt cũng như có các đơn vị nghĩa vụ có thể triển khai đóng ở khu vực dọc theo biên giới tỉnh Kharkov. Do đó, Nga có thể điều động những nguồn lực này tới giải quyết thay vì rút quân khỏi vùng Donbass miền đông Ukraine. Còn ông Nick Reynolds, nghiên cứu viên về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại London, Anh, nhấn mạnh Ukraine không thể mở mặt trận thứ hai, họ cần ổn định tiền tuyến ở Donbass. Chính quyền Washington nói rằng phía Mỹ không biết tại sao Ukraine lại mở chiến dịch này và đã liên hệ với Kiev để tìm hiểu thêm về mục tiêu chiến dịch. Tờ The Wall Street Journal dẫn một lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết, đánh giá sơ bộ của Mỹ cho rằng việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk là phản ứng trước các cuộc tấn công xuyên biên giới mà Nga tiến hành và được hỗ trợ từ tỉnh Kursk. Nga đau đầu phản ứng trước cuộc đột kích Kursk gây chấn động của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích chớp nhoáng vào Kursk với kết quả bất ngờ. Nhà phân tích tại ISVK nhận định rằng việc Nga không có phản ứng tổng hợp trước cuộc tấn công của Ukraine và tốc độ tiến quân của lực lượng Kiev cho thấy họ đã đạt được một cú sốc tác chiến đáng kể. Chiến dịch tấn công cơ giới xuyên biên giới của Ukraine vào khu vực Kursk bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 tiếp tục là một phần trong chiến lược xâm nhập lãnh thổ Nga của Kiev. Theo báo ISVK, giữ kín ý định cụ thể của chiến dịch này để không làm tổn hại đến an ninh hoạt động của Ukraine. Các chuyên gia chỉ ra rằng Điện Kremlin gần như chắc chắn sẽ tìm cách khôi phục lãnh thổ Kursk và ngăn chặn các động thái tiếp theo của Kiev, bởi một bước tiến lớn như vậy sẽ đe dọa nghiêm trọng các nỗ lực của Tổng thống Vladimir Putin trong việc củng cố sự cố định và ảnh hưởng địa chính trị của Nga. Nếu các báo cáo từ Moscow về tình hình Kursk là chính xác, quân đội Nga có thể lựa chọn nhiều phương án ứng phó từ việc huy động quân nghĩa vụ, FSB và vệ binh quốc gia, đến việc tái triển khai lực lượng dự bị hoặc nâng cao sức mạnh quân sự hiện có. Moscow có thể điều động các lực lượng phía Bắc và tăng cường sự hiện diện quân sự tại Kursk để chống lại cuộc tấn công. Báo cáo nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin có thể cảm thấy cần phải hành động mạnh mẽ để bảo vệ dân thường và duy trì ổn định trong nước, trong khi Kiev có thể tận dụng sự không chắc chắn về các động thái của Nga để tiếp tục tạo ra bất ngờ trên chiến trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng Nga cần phải cảm nhận những gì họ đã làm để đáp trả cuộc chiến mà họ đã khởi xướng. Với sự phát hiện này, ISVK khẳng định rằng Kiev đang chứng tỏ khả năng học hỏi và thích nghi nhanh chóng với tình hình chiến trường, trong khi Moscow vẫn chưa hoàn toàn rút ra bài học từ các cuộc tấn công cơ giới trước đó. Những điểm đáng lưu ý trong báo cáo ngày 8 tháng 8 của ISVK cho thấy, chiến dịch tấn công cơ giới xuyên biên giới của Ukraine vẫn tiếp tục. Lực lượng Kiev đã tiến nhanh vào vùng Kursk và đang hiện diện chỉ cách biên giới tỉnh Sumy 35 km. Điện Kremlin chắc chắn sẽ phải hành động để ngăn chặn cuộc tấn công này vì sự tiến quân vào lãnh thổ Nga có thể sẽ đe dọa nghiêm trọng các mục tiêu chiến lược của Tổng thống Putin. Nga sẽ triệu tập họp khẩn Hội đồng Bảo an vụ tỉnh Kursk bị tấn công. Nga sẽ triệu tập họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 13 tháng 8 để thảo luận về các cuộc tấn công nhắm vào tỉnh Kursk, Nga những ngày gần đây. Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc nói với hãng thông tấn TASS ngày 8 tháng 8. Một cuộc họp không chính thức của các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề Tội ác của lực lượng vũ trang Ukraine và các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 8, theo Phái đoàn Thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc. Phái đoàn cho biết, cuộc họp dự kiến bắt đầu lúc 5 giờ chiều 13 tháng 8 giờ Moscow và theo thể thức ARIA. ARIA là một hình thức họp không chính thức của Hội đồng Bảo an để thảo luận về một vấn đề với sự tham dự rộng rãi của các nước thành viên trong Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Trước đó, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, sáng 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã tràn sang biên giới, tấn công tỉnh Kursk. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, có khoảng 1.000 lính Ukraine và hàng chục thiết giáp tham gia cuộc tấn công này. Bộ này cho biết, quân Nga ngày 8 tháng 8 tiếp tục giao tranh với quân Ukraine ở các huyện biên giới Sudza và Korenevo thuộc tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua,
nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga cùng với cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã ngăn chặn bước tiến của lực lượng Ukraine và các nỗ lực đột phá vào hai huyện trên. Ukraine đã mất 660 binh sĩ và 82 thiết giáp kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Ngày qua, ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nói rằng Liên Hợp Quốc sẽ tìm hiểu thêm về vụ tỉnh Kursk bị tấn công. Chúng tôi muốn có thêm thông tin chính xác ai là người đứng sau vụ bạo lực này. Chúng tôi muốn tất cả những bên liên quan hành động có trách nhiệm và đảm bảo bảo vệ dân thường. Cho đến lúc đó, chúng tôi cũng sẽ cố gắng thu thập thêm thông tin về những gì đang diễn ra, ông Haq nói. Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 8 tiếp tục không bình luận trực tiếp về các cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, Nga, nhưng nói rằng Nga nên cảm nhận những gì đã làm với Ukraine. Nga đã mang chiến tranh đến đất nước chúng tôi và họ nên cảm nhận những gì đã làm, tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky. Ông Medvedev đề xuất tiến quân tới Kyiv đáp trả vụ tỉnh Kursk bị tấn công. Ngày 8 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đề xuất Nga nên đáp trả vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk, Nga bằng cách tiến quân vào các khu vực của Ukraine, thậm chí là tới Kyiv và xa hơn nữa, đài RT đưa tin. Ông Medvedev cho rằng, từ thời điểm này trở đi, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga phải trở thành hoạt động bên ngoài lãnh thổ. Ý muốn nói rằng, chiến dịch sẽ vượt ra ngoài phạm vi 4 tỉnh Ukraine mà Nga đã sáp nhập năm 2022. Đây không còn là chiến dịch giành lại đất đai của Nga và trừng phạt Ukraine. Chúng ta có thể và nên tiến sâu hơn vào Ukraine, hướng tới Odessa, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Mykolaiv, hướng tới Kyiv và xa hơn nữa, ông Medvedev viết trên Telegram. Ông Medvedev gọi hành động của Ukraine là hoạt động khủng bố và lực lượng Nga sẽ chỉ dừng lại khi Nga coi đó là điều chấp nhận được và có lợi cho Nga. Bên cạnh đó, ông Medvedev còn nói rằng Nga cần nghiêm túc rút ra những bài học sau cuộc tấn công của Ukraine và đánh bại Ukraine như những gì mà Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã cam kết với ông Putin. Theo ông Medvedev, Ukraine mong muốn thể hiện sức mạnh của lực lượng quân đội mình nhằm thu hút sự chú ý của phương Tây để có thể kêu gọi phương Tây viện trợ thêm tiền và vũ khí. Cạnh đó, Ukraine còn mong muốn Nga phải chuyển hướng lực lượng, kéo quân từ các mặt trận khác về trấn giữ khu vực Kursk và Belgorod. Ukraine chưa xác nhận mình thực hiện vụ tấn công và cũng chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Medvedev. 1.000 quân Ukraine đột kích qua biên giới, Tổng thống Putin họp khẩn. TASS đưa tin, hôm 7 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các cơ quan an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan An ninh Liên bang FSB về tình hình vùng biên giới Kursk. Cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của các quan chức cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Tại cuộc họp, ông Gerasimov cho biết một đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine gồm khoảng 1.000 người với sự hỗ trợ của xe tăng, xe bọc thép đã tấn công khu vực Kursk vào sáng 6 tháng 8. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng quân đội, biên phòng cùng với FSB đã ngăn chặn đà tiến của Ukraine và gây tổn thất lớn cho đối phương. Tổng thống Putin gọi hành động đột kích của Ukraine là khiêu khích quy mô lớn. Chủ nhân Điện Kremlin cáo buộc Kyiv bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa, nhằm vào các tòa nhà dân sự, khu dân cư và xe cứu thương. Theo giới chức và các blogger quân sự Nga, Ukraine tấn công cả trên bộ, trên không để đột kích qua biên giới nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga ở Kursk. Quân đội Ukraine được cho là đã tiến đến thành phố Sudza, cách biên giới giữa hai nước khoảng 10 km. Đây là điểm trung chuyển hoạt động cuối cùng để xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine. Ông Vitaly Slachev, thị trưởng thành phố Sudza ở Kursk, mô tả tình hình rất căng thẳng, người dân được khuyến cáo nhanh chóng sơ tán để đảm bảo an toàn. Quyền thống đốc vùng Kursk, ông Alexei Smirnov cho biết ông đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực kể từ ngày 7 tháng 8. Tối 7 tháng 8, Nga đã triển khai lực lượng vệ binh quốc gia để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk cách biên giới Ukraine chỉ 60 km. Nhà máy điện này có 4 khối lò phản ứng và tổng công suất gần 2 GW, cung cấp điện cho Kursk và 19 khu vực khác. Lực lượng vệ binh quốc gia cho biết các lực lượng bổ sung cũng đã được triển khai để chống lại lực lượng trinh sát và phá hoại của Ukraine ở khu vực Kursk và Belgorod. Ukraine hiện chưa bình luận về cuộc đột kích. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay nước này không nhận được bất kỳ thông báo trước nào từ Kyiv về bất kỳ hoạt động nào ở tỉnh Kursk. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, không có gì lạ
khi Ukraine không thông báo cụ thể cho chúng tôi về chiến thuật của họ trước khi thực hiện trong giai đoạn xung đột. Ông nói thêm, chúng tôi đang cung cấp thiết bị, cung cấp cố vấn cho họ, nhưng về chiến thuật, về các cuộc tấn công hàng ngày mà họ thực hiện, đôi khi chúng tôi trao đổi về điều đó, đôi khi thì không. Việc họ đưa ra những quyết định đó là phù hợp. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ thay đổi chính sách liên quan đến việc cấm Kyiv sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Chính sách của chúng tôi không thay đổi, hành động của Ukraine hiện nay không vi phạm chính sách của chúng tôi, ông Mueller nói. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!